chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 5 ngày 9 tháng 4 và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Công tác kiểm soát cách ly phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh được duy trì thực hiện tốt. Nhân dân thôn Chí Trung đồng thuận cách ly, quyết tâm chống dịch. Xã Thủy Lôi, huyện Tiên Lữ thu hoạch hoa la kèn cho thu 15 triệu đồng một sào. Tỉnh đầu tư gần 10 tỷ đồng tu bổ chống xuống cấp các di tích văn hóa. Thưa quý vị và các bạn, do làm tốt công tác kiểm soát phòng chống dịch bệnh nên tính đến hôm nay ngày 9 tháng 4, tỉnh Hưng Yên vẫn chỉ ghi nhận một trường hợp dương tính với COVID-19. Công tác giám sát, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, thu dung, điều trị được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo an toàn cho cán bộ nhân viên y tế. Hiện toàn tỉnh đang có 64 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế, 150 trường hợp cách ly tại 6 cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh. Công tác cách ly tại nhà và nơi lưu trú tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Các đối tượng khai báo sức khỏe 2 lần một ngày cho cơ quan y tế. Hiện không có vấn đề sức khỏe bất thường với 592 trường hợp. Tình hình tại khu vực khoanh vùng cách ly tại thôn Chí Trung, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm diễn ra bình thường, không có diễn biến bất thường, đã thiết lập 10 chốt, một trạm kiểm soát việc ra vào khu cách ly. Công tác đảm bảo an sinh xã hội trong vùng cách ly thực hiện tốt, đồng thời đã chuyển việc cấp methadone ARV từ tuyến huyện về, phục vụ ngay tại trạm y tế, đến nay đã khám chữa bệnh được 64 lượt. Cùng với việc thực hiện nghiêm, quyết liệt các giải pháp ứng phó ngăn chặn dịch, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Quế Châu đã bố trí cơ sở cách ly tập trung đối với người tiếp xúc người nhiễm COVID-19 tại Ban quản lý các dự án than đóng trên đường công nghiệp huyện. Khu cách ly tại Ban quản lý các dự án than đóng trên đường công nghiệp huyện Quế Châu có quy mô từ 100 đến 150 giường. Để đảm bảo công tác tiếp nhận cách ly thực hiện tốt, huyện đã thực hiện công tác vệ sinh, bố trí lực lượng để hỗ trợ tiếp đón các công dân đến cách ly tập trung, đồng thời chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhu yếu phẩm cần thiết, phục vụ sinh hoạt cho công dân. Quy trình tiếp nhận cách ly được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định. Thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 8 tháng 4, Hưng Yên đã thành lập 13 chốt trạm kiểm soát bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống dịch bệnh do lực lượng liên ngành đảm nhiệm tại các cửa ngõ ra vào của tỉnh. Theo đó, 13 chốt kiểm soát được bố trí tại các địa điểm đường 378, điểm xã Xuân Quan đi Đa Tốn, đường 379B, điểm xã Cửu Cao đi Kiều Kỵ Sa Lâm, đường 379 Eco Bắc, đường 380, điểm nối từ xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm đi Bắc Ninh. Quốc lộ 39, điểm ngã tư phố nối giao với quốc lộ 5, chốt đường nối cao tốc Hà Nội Hải Phòng, điểm chốt xã Phù Ổng, huyện Ân Thi đi Hải Dương, quốc lộ 38B, điểm chốt cầu Tràng đi Hải Dương, điểm chốt đầu cầu La Tiến đi Thái Bình, chốt nối đường cao tốc điểm cầu Hưng Hà và chốt quốc lộ 38, điểm cầu Yên Lệnh đi Hà Nam. Mỗi chốt bố trí tối đa 8 người, chia làm 2 ca, trong đó công an là lực lượng nòng cốt phối hợp quân đội thanh tra giao thông đảm bảo kiểm soát 24/24 giờ từ ngày 8 tháng 4 đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2020. Các chốt kiểm soát có nhiệm vụ kiểm soát 100% người nước ngoài, người Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, nhất là các trường hợp về đi qua vùng dịch, kiểm tra công tác phòng chống dịch trên các phương tiện vận tải công cộng như xe chở khách, xe buýt, xe taxi. Việc kiểm tra, kiểm soát trên tinh thần hiệu quả, nhanh gọn, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện giao thông và người dân, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc cục bộ và tập trung đông người. Mặc dù phải dừng xe và mất chút thời gian kê khai, tuy nhiên hầu hết người dân đều bày tỏ sự hài lòng. Tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, ngoài sự chủ động vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng nhằm kịp thời kiểm soát và ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất sự lây truyền xâm nhập dịch bệnh vào địa bàn. Mỗi người dân trong tỉnh cũng cần nêu cao nhận thức tự phòng dịch cho bản thân, gia đình, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định nhằm góp phần chung tay cùng với toàn xã hội ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh.
Cùng với việc chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp cách ly xã hội theo tinh thần chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Phù Cừ đã lập 85 chốt kiểm soát trên các tuyến đường huyện quản lý và các tuyến đường ra vào địa bàn các thôn xã. Các chốt kiểm soát dịch được trang bị 122 nhiệt kế điện tử và 255 nhiệt kế thủy ngân, sổ sách, thực hiện thường trực 24/24 giờ với nhiệm vụ đo thân nhiệt, ghi nhật ký, họ tên, tuổi, quê quán, số điện thoại, lộ trình di chuyển của người ra vào địa bàn để theo dõi giám sát sức khỏe. Bên cạnh đó, các xã thị trấn trong huyện cũng tổ chức cho các hộ kinh doanh dịch vụ không thiết yếu thực hiện ký cam kết tạm dừng hoạt động đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2020. Người dân đều tự giác chấp hành các yêu cầu phòng chống dịch của các cơ quan chức năng và các địa phương, góp sức cùng cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi phát hiện ca nhiễm SARS-CoV-2 ngày 2 tháng 4, tỉnh đã lập tức thực hiện cách ly thôn Chí Trung, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm trong tối thiểu 28 ngày để chống dịch. Phóng sự sau được thực hiện từ trong vùng dịch sẽ cho chúng ta thấy rõ hơn về tinh thần đoàn kết vượt qua khó khăn của nhân dân trong thôn để chiến thắng đại dịch. Phải thay đổi thói quen sinh hoạt, đi lại, làm việc hàng ngày trong gần một tháng cách ly. Nhân dân trong thôn đều đồng tình với cách làm của cơ quan quản lý nhà nước. Gạt bỏ những khó khăn với bản thân, người dân còn thể hiện trách nhiệm với xã hội, chấp hành nghiêm các quy định về cách ly để tránh những nguy cơ lây chéo dịch ra cộng đồng. Tôi rất là đồng tình với biện pháp cách ly của các cấp lãnh đạo, bởi vì là cách ly như thế này thì bảo vệ được sức khỏe của người dân và cũng tránh để lây lan dịch ra cộng đồng bên ngoài. Dùng cái biện pháp cách ly như thế này thì tôi thấy là cũng rất là hữu hiệu đối với lại từng cá nhân trong thôn. Thứ nhất là để cách ly để tạo sự an toàn cho gia đình, tạo sự an toàn cho chính mình để phòng chống dịch. Thì tôi thấy cuộc sống của tất cả người dân cũng như gia đình tôi là vẫn diễn ra bình thường như những cái ngày khác. Mọi hoạt động thì vẫn diễn ra ở trong nhà và bọn tôi là hạn chế tiếp xúc ở bên ngoài để cho tránh cái trường hợp là lây lan, lây chéo. Lương thực, thực phẩm và các hàng hóa nhu yếu phẩm thiết yếu khác phục vụ cuộc sống hàng ngày của nhân dân đã được chính quyền địa phương triển khai các giải pháp để đảm bảo. Hiện các cửa hàng trong thôn đảm bảo đủ cơ số hàng hóa phục vụ nhân dân với giá bán như bên ngoài, không để xảy ra tình trạng lợi dụng cách ly để tăng giá. Tất cả các loại hàng hóa nhu yếu phẩm, những cái gì mà cấp thiết của người dân thì đều được cung cấp đảm bảo, không có hiện tượng tranh kênh và tăng giá. Cùng với sự giúp đỡ kịp thời của cơ quan quản lý nhà nước, các cá nhân, doanh nghiệp trong khó khăn, truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách ít đùm lá rách nhiều của dân tộc lại được nhân lên trong từng ý nghĩ của mỗi người dân. Mọi người cùng động viên nhau vượt qua khó khăn để chiến thắng đại dịch COVID-19. Trong cái cách ly này thì tôi thấy là tình đoàn kết của mỗi người dân được gắn kết thêm và thể hiện cái tình làng nghĩa xóm và thể hiện cái sự quan tâm của các cấp lãnh đạo. Và tôi tin tưởng rằng là với cái tình cảm mọi người dành cho nhau như thế này và tất cả các nơi dành tình cảm cho Chí Trung của chúng tôi sẽ vượt qua được dịch bệnh một cách chiến thắng. Chí Trung cố lên, cố lên, cố lên! Vâng, lịch sử của dân tộc ta đã chứng minh càng khó khăn thì nhân dân ta lại càng đoàn kết để vượt qua. Và mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận chống dịch, nhất định chúng ta sẽ sớm ngăn chặn được đại dịch COVID-19. Nhằm chung tay cùng cả nước phòng chống và đẩy lùi dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh không chỉ phát triển sản xuất tạo môi trường lao động an toàn cho công nhân, mà còn tích cực tham gia đóng góp tiền và vật tư để ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Để phòng chống dịch COVID-19, từ tháng 2 đến nay, Công ty Cổ phần Cầu trục và Thiết bị AVC đã chủ động đưa ra các giải pháp phòng chống như trang bị khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn cho công nhân. Bữa ăn được chia ra từng khay, đảm bảo khoảng cách. Hưởng ứng lời kêu gọi tham gia phòng chống dịch, công ty đã đi đầu ủng hộ 115 triệu đồng. Chúng tôi cũng mong muốn là thứ nhất là chúng ta sẽ tuân thủ theo chỉ đạo của chính phủ và của Bộ Y tế. Và thứ hai nữa là về mặt góp công sức tiền của, thì mình có sức đến đâu thì mình cùng chia sẻ với cả nước đến đấy để sớm bảo vệ được đất nước chúng ta không bị COVID tràn lan như ở rất nhiều nước khác.
Tính đến nay, có hàng chục doanh nghiệp tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 với số tiền hàng tỷ đồng. Trong đó, nhiều doanh nghiệp ủng hộ với mức cao như công ty cổ phần nhựa Hưng Yên, ngoài ủng hộ 300 triệu đồng bằng hiện vật, còn ủng hộ 100 triệu đồng tiền mặt, công ty may Hương Long 100 triệu đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Thiên 5 tấn gạo, công ty Greenfit Việt Nam 50 triệu đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Tài Lộc ủng hộ 1.000 bộ quần áo bảo hộ y tế và 6.000 khẩu trang y tế. Với tinh thần đoàn kết tương thân tương ái, thực hiện chủ trương của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hưng Yên, chúng tôi hy vọng rằng là sự đóng góp nhỏ bé của mình thì có thể lan tỏa đến cộng đồng về cái việc tích cực phòng chống và ủng hộ dịch COVID. Hiện nay, các doanh nghiệp không chỉ nỗ lực khắc phục khó khăn, duy trì phát triển sản xuất, đảm bảo sức khỏe đời sống cho người lao động, mà còn đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội, chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch COVID-19. Mặc dù nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng vẫn có những doanh nghiệp do chủ động nguyên liệu sản xuất các mặt hàng đáp ứng nhu cầu của thị trường và phấn đấu nộp thuế tăng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Dược Henvet đóng trên địa bàn khu công nghiệp Phố Nối A, chuyên sản xuất vaccine, thuốc thú y, thủy sản và hóa chất diệt côn trùng. Sản phẩm của công ty đã xuất khẩu ra hơn 20 nước trên thế giới. Những năm qua, công ty luôn đi đầu trong việc nghiên cứu và đưa vào sản xuất nhiều loại sản phẩm khoa học công nghệ có hàm lượng chất xám cao, chủ yếu trong lĩnh vực dược, vật tư, thú y. Năm nay do chủ động được nguồn nguyên liệu từ trước, vì vậy, trong khi các doanh nghiệp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng công ty Henvet vẫn ổn định sản xuất. Cùng với sản xuất các sản phẩm truyền thống, hiện nay công ty đang mở rộng và nâng công suất sản xuất nước sát trùng rửa tay phòng chống dịch SARS-CoV-2. Hiện công ty đang tạo việc làm cho 300 lao động với mức lương bình quân 12 triệu đồng một người một tháng. Công ty đã có hơn 200 sản phẩm được công nhận là sản phẩm khoa học công nghệ, trong đó nhiều loại vaccine đi đầu cả nước. Dự kiến năm nay công ty sẽ phấn đấu nộp thuế tăng 30% so với năm trước. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, nhiều hộ dân xã Thủy Lôi, huyện Tiên Lữ đã mở rộng diện tích trồng hoa loa kèn cho hiệu quả kinh tế cao. Xã Thủy Lôi hiện có khoảng 50 hộ trồng hoa loa kèn với diện tích trên 5 hectare, tập trung nhiều ở thôn Thụy Dương và Lệ Chi. Hoa loa kèn được nhân giống bằng củ, trồng vào tháng 9 năm trước và cho thu hoạch vào tháng 4 năm sau. Năm nay, do năm nhuận nên hoa loa kèn cho thu muộn, khoảng nửa tháng nữa mới nở rộ. Người dân đang tranh thủ hái những đụ hoa đã cho thu hoạch và tập trung chăm sóc những đụ hoa còn nhỏ. Đầu mùa nên giá hoa tương đối cao, khoảng từ 1,5 đến 2.000 đồng một nụ, tương đương khoảng 8.000 đồng một cành. Trung bình mỗi sào, bà con thu hơn 3 vạn bông, trừ chi phí, thu lãi khoảng 15 triệu đồng một sào. Thành lập năm 2019, Hợp tác xã chăn nuôi Nguyễn Gia ở xã Chí Nghĩa, huyện Kim Động, tập trung phát triển nuôi gà đẻ, đem lại doanh thu hàng chục tỷ đồng một năm. Hợp tác xã có sự tham gia của 7 thành viên, hiện tại với diện tích 8 mẫu, xây dựng 5 chuồng trại nuôi gần 6 vạn gà đẻ. Được biết bình quân mỗi ngày gà cho 5 vạn trứng. Trứng chủ yếu cung cấp cho thị trường trên địa bàn tỉnh và tỉnh Bắc Ninh với giá bán bình quân 1.500 đồng một quả. Tính riêng một năm, doanh thu từ trứng đạt trên 27 tỷ đồng. Điều đáng chú ý, chuồng trại được xây dựng xa khu dân cư nên thuận tiện cho việc nuôi và chăm sóc. Lượng phân gà thải ra được xử lý và bán cho người dân trồng cây ăn quả. Ngoài việc tạo thu nhập cho thành viên, hợp tác xã còn tạo việc làm cho 8 lao động tại địa phương với thu nhập trên 5 triệu đồng một người một tháng. Hiện tại, hợp tác xã đang tiếp tục được hoàn thiện chuồng trại, mở rộng sản xuất. Trong thời gian qua, huyện Phù Cừ có thêm nhiều hợp tác xã nông nghiệp được thành lập và hoạt động hiệu quả. Hợp tác xã Nông nghiệp Quyết Tiến xã Phan Sò Nam được thành lập tháng 5 năm 2018 với 25 thành viên, song song với việc phối kết hợp với ngành chuyên môn, tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn bà con chăm sóc cây vải trứng theo quy trình Việt Gáp, hợp tác xã đã có nhiều cố gắng trong việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Từ khi vào hợp tác xã rồi thì cái giá thành của sản phẩm, của cái chất lượng vải trứng này thì cao hơn so với các năm trước và cao hơn từ trước nay. Và đồng thời cái tiêu thụ thì cũng có sức mạnh nhiều hơn. Nhờ thực hiện chính sách khuyến khích phát triển sản xuất theo hình thức tập thể, hợp tác xã, đến nay huyện Phù Cừ đã có 17 hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới, sản xuất và kinh doanh rau củ quả, trồng dưa trong nhà lưới, trồng cây ăn quả, chăn nuôi thủy sản. Trong đó có 8 hợp tác xã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp.
trong năm 2019 đã có hai sản phẩm là dưa vàng, dưa lưới và cam đường canh của các hợp tác xã được tỉnh chứng nhận sản phẩm OCOP. Trong năm 2020, huyện tiếp tục đăng ký chứng nhận sản phẩm OCOP cho 3 sản phẩm là vải lai, nhãn và cá thương phẩm. Trước đây thì chúng tôi cũng chăn nuôi, nhưng mà chăn nuôi theo cái kiểu mô hình cũ nhỏ lẻ ngày xưa là không theo như cái thời bây giờ là không hợp. Thế thì cũng được bên chi cục thủy sản người ta quan tâm, giúp đỡ là từ những cái téc nước các thứ. Thế thì mạnh dạn thì năm nay mới thành lập cái hợp tác xã này. Thế mới đưa những cái hiện đại nhất và những cái giống tốt nhất để về phục vụ cho bà con. Việc có thêm nhiều hợp tác xã nông nghiệp được hình thành và đi vào hoạt động hiệu quả sẽ góp phần giúp huyện Phù Cừ phát triển một nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa bền vững, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy sự chuyển biến kinh tế tại địa phương. Theo kết quả ngoại kiểm của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, trong tháng 3, 100% mẫu xét nghiệm chất lượng nước thành phẩm của các đơn vị cấp nước trên địa bàn tỉnh đều đạt chuẩn. Trong tháng 3, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã tiến hành lấy mẫu 45 mẫu nước thành phẩm của 15 đơn vị cấp nước trên địa bàn tỉnh để xét nghiệm. Kết quả, 100% mẫu nước thành phẩm đều chuẩn. Tuy nhiên, đối với việc thực hiện chế độ nội kiểm, có hai đơn vị cấp nước chưa thực hiện nội kiểm đầy đủ, gồm nhà máy nước xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu và nhà máy nước thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang. Kiểm tra tại trường đại học Chu Văn An, trung tâm đã phát hiện một mẫu nước có hàm lượng amoni và clorua vượt quá giới hạn cho phép. Đơn vị này tự khai thác nước giếng khoan để sử dụng trong sinh hoạt. Để gìn giữ và phát huy giá trị của di tích, cụm di tích trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn số 946 về việc phê duyệt danh sách di tích xếp hạng cấp quốc gia, đầu tư, tu bổ chống xuống cấp năm 2020 với tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết định bổ sung 9 di tích vào danh mục di tích được đầu tư tu bổ chống xuống cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020, nâng tổng số di tích được đầu tư tu bổ là 21 di tích, tổng kinh phí thực hiện gần 10 tỷ đồng, trong đó mức hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với các di tích cấp quốc gia là từ 200 đến 600 triệu đồng. Việc tu bổ này là nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của các di tích, đồng thời tạo tiền đề để các địa phương phát triển du lịch. Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn hướng dẫn thay đổi lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021. Theo đó, kỳ thi sẽ diễn ra vào 2 ngày 11 và 12 tháng 7, thay cho ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 7 đã được công bố trước đó. Ngày 11 tháng 7, buổi sáng, thí sinh làm bài thi ngữ văn theo hình thức tự luận, thời gian làm bài là 120 phút. Buổi chiều, làm bài thi toán theo hình thức 50% trắc nghiệm, 50% tự luận, thời gian làm bài 90 phút. Ngày 12 tháng 7, buổi sáng, thí sinh làm bài thi trắc nghiệm tổng hợp, thời gian làm bài là 90 phút. Buổi chiều, các thí sinh đăng ký dự thi vào trường Trung học Phổ thông chuyên Hưng Yên, làm bài thi môn chuyên với thời gian 150 phút. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Khuyến cáo phòng chống COVID-19, hướng dẫn người được cách ly y tế và thành viên gia đình, người làm việc, quản lý nơi lưu trú. Cách ly y tế là biện pháp rất quan trọng để kiểm soát và ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh COVID-19. Bộ Y tế hướng dẫn tự cách ly y tế tại nhà và nơi lưu trú như sau. Người được cách ly cần tự cách ly tối đa 14 ngày. Cách ly tại phòng riêng, nếu ở phòng chung phải kê giường cách nhau ít nhất 2 mét. Không được tự ý rời khỏi khu vực cách ly. Không tiếp xúc trực tiếp, ăn chung với người trong gia đình, nơi lưu trú. Thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch ít nhất 30 giây. Đo thân nhiệt ít nhất 2 lần một ngày, ghi kết quả vào phiếu theo dõi sức khỏe. Thu gom khẩu trang, giấy lau mũi, miệng đã sử dụng vào túi đựng riêng, xử lý rác theo hướng dẫn của y tế. Báo ngay cho cán bộ y tế nếu thấy một trong các dấu hiệu sốt, ho, khó thở. Đối với thành viên gia đình, người làm việc, quản lý nơi lưu trú cần hạn chế tiếp xúc, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi cần tiếp xúc. Hàng ngày lau nền nhà, bề mặt dụng cụ, tay nắm cửa bằng chất sát khuẩn thông thường. Báo ngay cho cán bộ y tế khi người được cách ly có dấu hiệu sốt, ho, khó thở. Động viên, chia sẻ, hỗ trợ dụng cụ cần thiết cho người được cách ly. Không tổ chức hoạt động đông người tại gia đình, nơi lưu trú.